ngủ hả? Ngủ hả? Ngủ rồi. Thì nó nhờ Diệp Trinh đó là. Ờ. Mên, con Milu nè mên. Nè con Milu nè. Đừng nắm đuôi nó. Chạy với vừa nó quát quát nè. Đừng có nắm đuôi nó. Thọc lét đó nè. Đừng có nắm đuôi nó cắn á. Con nắm đuôi nó cắn à. Gì nó cũng thiều quá đó, mìn hồi đó ha, cái khúc giải con đem về con để trên giường, con kêu con sờ thử đi. Đó nó làm vậy đó. Ai con tháo coi nó nắm cho nó dơ. Con đen đó con, con đen đang đục vào tấm lưu luôn đó. Mày dám muốn cắt bắt nó không? Đừng có, con là đụng nó là lông nó bài nè, thấy không? Nè mìn, bọc. Bọc. Cơm đầy. Cơm thì đầy thịt. Tốt nhất ăn thịt với cơm. Cơm gì? Cơm suốt ngày là bún thôi, bỏ bún vô rồi. Bún bột thì cũng dễ lắm. Nó bánh đa, bánh bao gì cũng ăn cho. Để ăn nó. Nhiều quý anh thử lại. Nhiều ăn đó, răng nó không có đánh răng đó. Đó. Yeah. Mình có đít anh đen người bự không? Ôi, mình ấy lông không? Cậu tư vô việc quá. Đó, đít anh Ben giống như Ben với anh Ba Khang thôi rồi. Anh Ba Khang kìa, cái đít đi mới đã. Nỉm. Rồi, kỳ này giờ chưa đây, hồi cũng chưa rồi. Tối sáng 12:30 rồi, sáng ngày á, mới có 7:30 rồi, 6:30 là 6 rưỡi chưa, 6 rưỡi dậy em nè. Anh lấy đi bún rồi, anh chan cái nước này không? Nước này nhiều ngọt. Bò này chỉ có miếng giấm, nước mới ngọt nha. Chứ còn